Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học hè trên trang web olm.vn Và sang đến tuần số 6 thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về bất phương trình một ẩn Trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại về các biến đổi bất đẳng thức Bất đẳng thức là hệ thức có một trong bốn dạng sau A nhỏ hơn B A lớn hơn B A lớn hơn hoặc bằng B A nhỏ hơn hoặc bằng B Và trong cả bốn trường hợp thì a được gọi là vế trái b được gọi là vế phải việc chúng ta so sánh vế trái và vế phải thì ta hoàn toàn có thể sắp xếp chúng ở trên trục số nếu vế trái nhỏ hơn vế phải hay a nhỏ hơn b thì điểm biểu diễn a sẽ nằm ở bên trái điểm biểu diễn b hay ở đây chúng ta cũng có b lớn hơn a thì b sẽ nằm ở bên phải điểm a Thầy có ví dụ về một bất đẳng thức đúng Đó là 7 cộng âm 3 lớn hơn âm 5 Và 7 cộng âm 3 được gọi là về trái và âm 5 được gọi là về phải Và từ đây ta cũng thấy ngay 7 cộng âm 3 sẽ nằm ở bên phải âm 5 Sang đến mục số 2 thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại về liên hệ giữa tình thứ tự với phép cộng. Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức thì ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Cụ thể với ví dụ bất đẳng thức 7 lớn hơn âm 5, thầy cộng cả hai vế với 3 thì ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức ban đầu. Và cuối cùng ở phần bất đẳng thức thì chúng ta sẽ ôn tập lại về liên hệ giữa tính thứ tự với phép nhân khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương thì ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Ví dụ với bất đẳng thức 5 lớn hơn âm 2. Nếu như thầy nhân cả hai vế với 2 là một số dương thì bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức ban đầu. Sang đến quy tắc số 2 đó là khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm thì ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho. Ví dụ nếu như thầy nhân cả hai vế của bất đẳng thức 5 lớn hơn trừ 2 với một số âm là âm 2, thì bất đẳng thức của chúng ta phải đổi chiều, tức là từ 5 lớn hơn âm 2 sẽ thành âm 2 x 5, nhỏ hơn âm 2 x âm 2. Vậy là chúng ta đã xong về mối liên hệ giữa tính thứ tự với phép cộng và phép nhân. Sang đến phần chính của bài học ngày hôm nay, đó là bất phương trình bậc nhất một ẩn. Trước hết, thầy sẽ nhắc lại cho các em về định nghĩa của bất phương trình bậc nhất một ẩn. Với AB là hai số đã cho và đặc biệt A phải khác không. Bất phương trình bậc nhất ẩn x có dạng AX cộng B nhỏ hơn không? AX cộng B lớn hơn không? AX cộng B nhỏ hơn hoặc bằng không? AX cộng B lớn hơn hoặc bằng không? ta cũng thấy ngay vế trái của bất phương trình thì bậc cao nhất của x là bậc 1 nên ta gọi đây là bất phương trình bậc nhất với ẩn là ẩn x Thầy có một số ví dụ về bất phương trình bậc nhất ẩn x đó là 2x cộng 3 lớn hơn 0 và trừ 3x cộng 6 nhỏ hơn hoặc bằng 0 Ở bất phương trình 2x cộng 3 lớn hơn 0 nếu như chúng ta thay giá trị của x cụ thể chúng ta thay x bằng 0 thì bất phương trình của chúng ta sẽ trở thành 3 lớn hơn 0. Và đây là một bất đẳng thức đúng. Như vậy, đối với những giá trị của x mà khi thay vào bất phương trình, chúng ta được một bất đẳng thức đúng thì ta gọi đó là nghiệm của bất phương trình. Và công việc đi tìm tập nghiệm của bất phương trình một ẩn thì chúng ta gọi là giải bất phương trình một ẩn. Để giải bất phương trình bậc nhất một ẩn thì chúng ta cũng có các quy tắc biến đổi tương đương. Quy tắc đầu tiên, chuyển vế đổi dấu. Quy tắc số 2, khi nhân cả hai vế với số dương thì bất phương trình sẽ giữ nguyên chiều. Còn khi nhân cả hai vế với số âm thì bất phương trình sẽ đổi chiều. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng các quy tắc biến đổi tương đương này vào giải hai bất phương trình. Với bất phương trình đầu tiên, 2x cộng 3 lớn hơn 0. Trước hết là chúng ta sẽ chuyển dương 3 từ vế trái sang vế phải, ta được 2x lớn hơn âm 3. Tiếp theo là chúng ta sẽ chia cả hai vế cho 2. Tức là chúng ta nhân cả hai vế với 1 phần 2. Và 1 phần 2 là số dương, nên bất phương trình mới của chúng ta sẽ giữ nguyên chiều. Cụ thể, ta được x lớn hơn âm 3 phần 2. Và đây cũng chính là nghiệm của bất phương trình 2x cộng 3 lớn hơn 0. Sang đến bất phương trình số 2, trừ 3x cộng 6 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Bước đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ chuyển dương 6 từ về trái sang vế phải. Chuyển vế thì đổi dấu, dương 6 chuyển sang vế phải thành âm 6. Tiếp theo là chúng ta sẽ chia cả hai vế cho âm 3. Hay là nhân cả hai vế với âm 1 phần 3. Và khi nhân cả hai vế với một số âm, thì bất phương trình sẽ đảo chiều. Cụ thể, chúng ta sẽ được x lớn hơn hoặc bằng 2. Và x lớn hơn hoặc bằng 2 cũng chính là nghiệm của bất phương trình trừ 3x cộng 6 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Và tiếp sau đây, thì chúng ta sẽ ôn tập lại cách biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn trên trục số. Khi giải bất phương trình bậc nhất một ẩn thì nghiệm của bất phương trình sẽ có dạng như sau. Đó là x lớn hơn a, x nhỏ hơn a, x lớn hơn hoặc bằng a, x nhỏ hơn hoặc bằng a với số a nào đó. Và ở trong bốn trường hợp khi chúng ta biểu diễn tập nghiệm này ở trên trục số thì trước hết, chúng ta cứ tìm điểm biểu diễn của số a trước. Ở trên trục số, những điểm biểu diễn số nhỏ hơn a thì nằm ở bên trái. Còn những điểm biểu diễn số lớn hơn a thì nằm ở bên phải. Trường hợp đầu tiên là x lớn hơn a thì chúng ta sẽ lấy những điểm nằm ở bên phải điểm a. Và ở trong trường hợp này, chúng ta cũng không lấy giá trị của điểm a nên ở đây ta ký hiệu là ngoặc tròn và sau đó chúng ta sẽ gạch các điểm mà nhỏ hơn a đi với x nhỏ hơn a thì chúng ta làm ngược lại đó là chúng ta sẽ gạch các số lớn hơn a lấy các điểm nhỏ hơn a và ở trong trường hợp này chúng ta cũng không lấy giá trị a nên ta cũng ký hiệu là ngoặc tròn sang đến trường hợp x lớn hơn hoặc bằng a x lớn hơn hoặc bằng a thì chúng ta sẽ lấy những giá trị lớn hơn a và chúng ta cũng lấy cả giá trị a nữa nên ta ký hiệu đây là ngoặc vuông. Và sau cùng, chúng ta sẽ gạch bỏ đi các giá trị mà nhỏ hơn a. Với x nhỏ hơn hoặc bằng a thì chúng ta sẽ làm ngược lại. Tức là chúng ta sẽ lấy giá trị của a và phần nhỏ hơn a và loại bỏ đi phần lớn hơn a ở trên trục số.